Sáng ngày 12 tháng 8, Tổng cục Kỹ thuật chủ trì giao cục xe máy phối hợp với trường Cao đẳng Quân sự Kỹ thuật 1 tổ chức khai mạc tập huấn luyện lái xe diễu binh diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật dự và chủ trì khai mạc. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục xe máy, cơ quan chủ trì phối hợp với trường Kỹ thuật Quân sự 1 thực hiện nội dung tập huấn. Đại biểu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu các đơn vị thuộc các khối quân khu, quân đoàn, binh chủng có lực lượng lái xe tham gia lễ diễu binh. Lớp tập huấn nhằm mục đích thống nhất về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng lái xe phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đây sẽ làm cơ sở cho các đơn vị huấn luyện lái xe khối xe pháo quân sự, lái xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ, xe nghi trượng, lái xe chở quân, chở vật chất, đạt kết quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại lớp tập huấn lần này, với các đồng chí lái xe, cần nắm vững các quy định lái xe trong đội hình diễu binh, diễu hành, bảo đảm tốc độ, cự ly, giãn cách ra xe và khối, giữ các hàng trong khối, giữ các khối xe của quân binh chủng theo quy định của ban tổ chức, nắm rõ các quy định lái xe trong đội hình hành quân, thành thạo các thao tác điều khiển xe, xử lý tốt các tình huống khi tham gia giao thông và các tình huống trong quá trình diễu hành. Trên cơ sở các nội dung tập huấn chung cho lái xe, khối xe pháo quân sự, các đơn vị hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình huấn luyện, biên soạn giáo án, bài giảng phù hợp thực tế khối xe pháo của đơn vị mình đảm nhiệm và tổ chức huấn luyện. Đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp thu và vận dụng sáng tạo nội dung đã tập huấn để huấn luyện cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan khối xe quân sự cục xe máy và trường kỹ thuật quân sự 1 trình diễn thực hành các nội dung cơ bản trong quá trình diễu hành theo các nội dung đã thống nhất. Từ đó đảm bảo các phương án cho các khối xe diễu hành phù hợp với đặc thù của các khối quân binh chủng khác nhau. Phối hợp với Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu, thống nhất các phương án trong quá trình huấn luyện thực hành cơ động trên đường duy trì đội hình, tuân thủ đúng các quy định, đặc biệt cần huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân bảo đảm an toàn. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng cảnh sát giao thông vận tải của địa phương, phân luồng tuyến tại các khu vực nguy hiểm trên tuyến đường huấn luyện thực hành cơ động.